Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến một phần mà thầy nghĩ là rất hữu ích cho các bạn. Đó là thầy sẽ phân tích cho các bạn và chữa cho các bạn các câu hỏi trong đề thi 2013. Vậy trong đề thi 2013 là một đề có tính phân hóa rất mạnh. Có những câu thì rất dễ như đề thi tốt nghiệp, nhưng cũng có những câu rất khó. Và ở đây làm sao mục tiêu của chúng ta là đạt được kết quả tốt nhất và được điểm cao nhất, chứ không phải là mục tiêu phải bằng mọi giá làm hết được mọi câu hỏi. Và ở những mức độ đề này thì có những người mà được khoảng dưới 5 điểm thì quá dễ dàng, còn từ 5 đến 7 điểm thì cho học sinh khá, và từ 7 đến 8 rồi đến 9 rồi đến 10 thì đấy là tùy những mức độ khác nhau, và có những câu họ yêu cầu mức độ toàn diện. Nhưng thực tế ở đây là chúng ta đã gặp những câu này rất nhiều trong quá trình học của chúng ta rồi, các quá trình ở trong các cái video bài giảng hoặc là các quá trình ở trong các chuyên đề nâng cao thì các bạn được tiếp xúc hết. Vậy ở đây nếu mà câu nào mà thuộc phần chuyên đề nâng cao nào hoặc là thuộc về dạng bài gì thì thầy sẽ nói với các bạn luôn, để khi cần chúng ta có thể quay lại các bài học đấy để nhìn cho nó dễ dàng. Vậy ở đây hôm nay thầy sẽ lựa chọn, trên tay thầy là đề của 2013 và thầy sẽ lựa chọn đáp án là mã đề 318. Vậy ta sẽ có giải chi tiết đề tuyển sinh đại học khối A và khối A1 năm 2013 với mã đề 318. Với mã đề này, các bạn có thể tải trực tiếp ở trên trang web của chúng ta. Đồng thời, các bạn cũng có thể tìm ở trên mạng bằng cách là các bạn search đề của Bộ Dục thì các bạn sẽ ra ngay cái mã đề này. Và trước mỗi phần thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà xử lý được các câu hỏi một cách nhanh nhất. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi vào câu số 1. Ở đây, câu số 1, người ta cho là sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong không gian với bước sóng là. Vậy các bạn phải nhớ câu số 1 này thuộc loại câu quá dễ. Câu này nó như là câu của trong đề thi tốt nghiệp thôi, và các bạn chỉ cần áp dụng thẳng công thức khi người ta cho các bạn là ở đây họ cho tần số bằng 10 MHz. Vậy lúc này các bạn có lambda bằng C trên F 3 nhân 10 mũ 8 chia cho 10 nhân 10 mũ 6 thì cái này các bạn có bằng 30 mét, và ta có được đáp án D. Ở đây chúng ta sẽ đến câu 2. Một vật dao động điều hòa theo dọc trục ối với biên độ là 5 chu kỳ là 2, ở thời điểm t bằng 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Đây là một câu hỏi tương đối cơ bản, và các bạn đề bài đã có. Đây thầy sẽ nói luôn, câu này là câu dễ và có A bằng 5 cm, chu kỳ bằng 2 giây, T bằng 0, X bằng 0 và V đi theo chiều dương. Vậy từ đây các bạn sẽ có được, với T bằng 2 giây thì omega bằng pi, và cái này bằng A cos phi, còn V là trừ A omega sin phi. Đây, bằng 0, còn cái này lớn hơn 0. Vậy các bạn sẽ dễ dàng xuyên cho thầy được phi bằng trừ pi trên 2. Do đó, ta sẽ có được đáp án là D. Câu dễ nha. Khởi động bằng những câu rất dễ. Bây giờ, chúng ta sẽ đến câu số 3.
Vậy trong câu số 3 này ta sẽ xử lý nó như thế nào? Điện áp U bằng 220V vào hai đầu đoạn mạch gồm R bằng 20 cuộn dây thuần cảm, L bằng 0,8 trên pi và điện dung của tụ 10 mũ trừ 3 trên 6 pi. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng 110 căn 3 thì vôn thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng bao nhiêu? Trước tiên, bài này là một bài về dạng hiệu điện thế tức thời, và cái này là dạng hiệu điện thế tức thời. Cái này ta đã được học ở trong chuyên đề của điện rồi, và mọi người coi câu này là câu khó thì không phải, mà thầy đã trình bày cho các bạn đây là một dạng bài cơ bản và họ đã sử dụng rất nhiều rồi. Chỉ có điều là cơ bản với những người mà học ở trên cái hệ thống của chúng ta, còn nếu chỉ học sách giáo khoa thì đây cũng là một câu hỏi khó. Vậy tức thời, vì các bạn hay học đến hiệu dụng mà các bạn chưa để đậu giá trị tức thời, hôm nay các bạn sẽ hiểu rõ hơn về nó. Vậy người ta sẽ cho là gì? U bằng 220 căn 2 cốt của 100 pi t vôn. Các bạn nhìn R bằng 20 ôm, ZL bằng 80 ôm, ZC bằng 60 ôm. Vậy khi nói giá trị tức thời, các bạn chỉ nên chia thành hai nhóm, đó là các bạn có ZLC sẽ bằng 20 ôm bằng R, có ZLC bằng 20 bằng R thì các bạn sẽ có ngay U0LC bằng U0R, và ở đây U0 bình bằng U0LC bình cộng U0R bình. Toàn bộ U0 bằng 220 thì các bạn ra U0 LC bằng 120 và U0R bằng 220V. Có hai cái U0 này mà các bạn thấy là UL với URC. UR với ULC là luôn luôn vuông pha với nhau. Vậy các bạn sẽ có biểu thức tức thời của thằng vuông pha, đó là UR trên U0R tất cả bình cộng ULC trên U0LC tất cả bình bằng 1. Cứ nhớ vuông pha thì nó có biểu thức này. Vậy các bạn có U của R rồi, các bạn sẽ suy ra được U của LC nó bằng 110V, mà ZL bằng 80, ZC bằng 60. Vậy các bạn có thể xác định được đó là ZL bằng 4/3 ZC. Các bạn có ULC này chính là UL trừ UC, hay các bạn có thể coi thành bằng UL trừ 3/4 UL. Từ đây các bạn sẽ ra được ngay UL bằng 440 và các bạn sẽ có được đáp án là A. Nhớ, đối với mỗi bài tức thời, các bạn chỉ cần chia cho thầy làm hai nhóm, dù nó có RL, RC hay là có RLC thì các bạn cũng chỉ được chia làm nhóm R và LC. Vì hai cái U tức thời của hai thằng này nó sẽ vuông pha, mà đã vuông pha thì luôn luôn có được UR trên U0R tất cả bình cộng với ULC trên U0LC tất cả bình bằng 1. Nhớ nhá. Đấy là ở phần câu 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các câu tiếp theo. Ta sẽ chuyển sang câu 4. Câu 4 này là một câu mà các bạn
đọc đề các bạn sẽ thấy nó tương đối lạ mắt, nhưng thực tế các bạn đừng nghĩ nó có phức tạp mà chỉ nghĩ nó đơn giản thôi thì làm nó rất nhanh. Đề bài như sau: hai con lăng đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần của một căn phòng. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho nó vận tốc hướng sao cho hai con lắc này dao động điều hòa với cùng biên độ gắt góc trong hai mặt phẳng song song. Gọi delta là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền vận tốc đến khi hai dây treo song song. Vậy giá trị của delta t gần đúng bằng bao nhiêu? Như vậy các bạn phải hiểu cái này là khi hai con lắc ở vị trí cân bằng mà truyền vận tốc theo cùng hướng. Vậy thầy cứ giả sử là nó truyền đi qua vị trí cân bằng và theo chiều dương thì các bạn có được alpha 1 sẽ bằng alpha 0 cos omega 1 t trừ pi trên 2, và alpha 2 sẽ bằng alpha 0 cos omega 2 t trừ pi trên 2. Bây giờ người ta bảo là cái thời gian delta t sẽ là bé nhất khi mà hai dây này song song với nhau. Vậy hai dây song song thì nhiều người cứ đi tìm theo các hướng khác nhau. Có gì đâu, hai dây song song có nghĩa là alpha 1 bằng alpha 2. Vậy từ đây các bạn có được cos A bằng cos B thì suy ra omega 1t trừ pi trên 2 bằng cộng trừ omega 2t trừ pi trên 2. Tất nhiên trường hợp cộng này thì là vô lý rồi, bởi vì lúc đấy omega 1 lại bằng omega 2. Như vậy chỉ có thể là trừ thôi. Vậy từ đây các bạn sẽ có omega 1t trừ pi trên 2 bằng trừ omega 2t trừ pi trên 2. Lúc này các bạn sẽ chuyển nó sang thành omega 1 trừ omega 2 nhân t bằng pi. Vậy các bạn sẽ có được t bằng pi trên omega 1 trừ omega 2, và omega thì các bạn biết rồi, bằng căn của g trên l1, và omega 2 bằng căn của g trên l2. Thay vào các bạn sẽ ra được 0,432 giây. Mà đề bài họ lại không yêu cầu là tìm đáp án đúng, mà họ chỉ bảo tìm đáp án nào gần nhất để tránh trường hợp học sinh mang thay ngược vào kết quả. Và ở đây các bạn sẽ có được đáp án gần đúng là C, lấy 0,45 giây là đáp án gần đúng nhất. Đấy là toàn bộ quá trình của câu số 4. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5. Ở câu số 5 này thì đây là một câu tương đối dễ. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì năng lượng liên kết riêng càng nhỏ, năng lượng liên kết càng lớn, năng lượng liên kết càng nhỏ, năng lượng liên kết riêng càng lớn. Vậy ở đây có nghĩa là họ sẽ nói độ hụt khối liên quan đến năng lượng liên kết. Vậy các bạn đều có năng lượng liên kết delta E bằng delta M nhân C bình. Đây là độ hụt khối. Còn năng lượng liên kết riêng delta E bằng delta E chia A bằng delta M nhân C bình chia A. Vậy năng lượng liên kết riêng thì tỷ lệ thuận với độ hụt khối, nhưng năng lượng liên kết thì ngoài cái việc tỷ lệ thuận với độ hụt khối, nó còn phải tỷ lệ nghịch với số khối. Do đó nếu chỉ nói mỗi năng lượng, nói mỗi độ hụt khối thì các bạn sẽ phải chọn đến cái đáp án của năng lượng liên kết chứ không phải là năng lượng liên kết riêng, và ở đây nó sẽ có được là đáp án B.
Câu tiếp theo là câu số 6. Câu số 6 có nội dung như sau. Trên một sợi dây, đàn hồi dài 1 mét, hai đầu cố định có sóng dừng với 5 nút sóng kể cả hai đầu sợi dây. Bước sóng truyền trên sợi dây là bao nhiêu? Câu này là một câu cực kỳ cơ bản của sóng dừng với điều kiện của sợi dây hai đầu là nút. Thầy đã nói rất kỹ ở phần sóng dừng rồi. Và các bạn có được sợi dây hai đầu nút thì chiều dài dây L bằng K lambda trên 2 với K cộng 1 nút. Vậy ở đây các bạn sẽ có được K cộng 1 bằng 5, suy ra K bằng 4. Thế là ta có được 1 bằng 4 lần lambda trên 2, suy ra lambda bằng 0,5 mét. Đáp án A. Câu tiếp theo là câu 7. Trong câu 7 này các bạn sẽ xử lý như thế nào? Người ta dùng một hạt alpha có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nitơ 7,14 đứng yên gây ra phản ứng alpha cộng nitơ bằng proton cộng oxy. Hạt proton bay theo phương vuông góc với hạt alpha cho biết khối lượng của từng hạt bằng này. Vậy động năng của oxy 8,17 là bao nhiêu? Vậy các bạn nhớ đây là một bài mà chúng ta sử dụng ở phần định luật bảo toàn, được nói ở trong các chuyên đề của phần phản ứng hạt nhân, và nó chính là một trong ba dạng cơ bản có thể làm được tương đối nhanh. Vậy các bạn sẽ có phương trình phản ứng là gì? Alpha cộng nitơ 7 14 sinh ra hạt proton 11 cộng hạt oxy 8 17. Đầu tiên các bạn sẽ phải tính Q bằng M alpha cộng M nitơ trừ MP trừ MO nhân C bình. Các bạn chỉ cần lưu ý cho thầy đó là một U nhân C bình thì bằng 931,5 MeV. Thì các bạn thay số vào đây, các bạn sẽ tính được ra nó trừ 1,21 MeV. Bây giờ là một phương trình. Ngoài ra các bạn có được là Q này nó sẽ bằng động năng sau trừ động năng trước, có nghĩa là động năng của P cộng động năng của O trừ động năng của alpha bằng âm 1,21 MeV. Đây thầy gọi là phương trình 1. Phương trình thứ hai luôn luôn được lấy từ định luật bảo toàn động lượng. Và định luật bảo toàn động lượng là gì? P alpha cộng 0 bằng P của proton cộng P của oxy. Như vậy các bạn sẽ có được một cái P của alpha đây, P của proton vuông góc, còn lại là P của oxy. Vậy từ đây dựa vào hình vẽ này các bạn có được là gì? P của O bình bằng PP bình cộng P alpha bình. Mà các bạn đều biết là P bình thì bằng 2M động năng. Như vậy các bạn có MO KO bằng MP KP
Câu M alpha K alpha. Đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 thì các bạn sẽ nhanh chóng suy ra được thôi. Vậy từ 1 và 2 thì các bạn nhập luôn vào máy tính và giải hai phương trình cơ bản, hoặc các bạn rút ra và các bạn thế cũng được, thì các bạn sẽ suy ngay ra được đó là động năng của hạt oxy và bằng 2,07 nhằm 2,075. Ở đây thầy chỉ cần lưu ý các bạn, M khối lượng cứ để là U, K khối lượng cứ để là MeV thì các bạn không cần nhất thiết phải đổi đơn vị. Và ở đây các bạn có câu 7 là đáp án D. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến các câu hỏi tiếp, và nó chính là một loạt các câu dễ để cho các bạn xử lý. Vậy ở đây câu số 8. Câu số 8 có nội dung như sau. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 bằng 8 và A2 bằng 15 cm lệch pha nhau một góc pi trên 2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng bao nhiêu? Ở đây các bạn thấy họ cho A1 bằng 8, A2 bằng 15 và họ cho hai dao động này vuông pha, yêu cầu tìm biên độ tổng hợp A tổng hợp. Vậy các bạn chỉ việc sử dụng công thức A bình bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2A1 A2 cos phi 2 trừ phi 1. Vậy ở đây ta sẽ có được đáp án là 17 D. Câu hỏi dễ thế này thầy chỉ cần chữa nhanh cho các bạn thôi. Tương tự câu số 9. Câu số 9 này nó cũng được coi là một câu không khó, và nếu không dám nói nó là mức cơ bản. Tập 2 đầu quận sơ cấp biến áp M1 với điện áp xoay chiều hiệu dụng là 200V khi nối hai đầu của quận sơ cấp với máy biến áp M2 vào hai đầu quận thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu quận thứ cấp M2 để hở bằng 12,5V. Khi nối hai đầu quận thứ cấp của M2 với hai đầu quận thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng của M2 để hở bằng 50V. Vậy bỏ qua mọi hao phí và tỷ số giữa vòng dây quận sơ cấp và vòng dây quận thứ cấp của máy M1 là bằng bao nhiêu? Thì ở đây các bạn cũng sử dụng các tính chất của máy biến áp thôi, nhưng chỉ có điều các bạn lưu ý cho thầy đó là ở máy M1 các bạn có thể coi N1 trên N2 bằng U1 trên U2, còn ở máy biến áp M2 N1 trên N2 bằng U1 trên U2. Ban đầu họ nối hai đầu quận sơ cấp của M2 với thứ cấp của M1 thì có được U1 bằng 220V. Và sơ cấp của M2 U1 bằng U2 thì có được U2 ra được bằng 12,5. Trường hợp 2 thì vẫn U1 bằng 220, nhưng chỉ có điều là người ta nối hai đầu quận thứ cấp của M2 với hai đầu quận thứ cấp của M1 thì coi như quá trình này đảo, có nghĩa là U2 bằng U2 thì U1 sẽ có bằng 50. Và yêu cầu đi tìm tỷ số thì các bạn xử lý ở các cặp số này các bạn sẽ ra ngay được thôi, đó là ta có được đáp án là A bằng 8.
Đây là một vấn đề tương đối dễ. Tương tự, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 10. Câu số 10 được thể hiện như thế nào? Các mức năng lượng ở trạng thái dừng của hydro được xác định bằng biểu thức N bằng -13,6 trên N bình. Nếu nguyên tử hydro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55 electron volt thì bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà nguyên tử hydro có thể phát ra được là bao nhiêu? Các bạn lưu ý, ở đây có được En bằng -13,6 trên N bình hấp thụ một năng lượng 2,55 eV. Cái này thầy đã nói ở trong phần nguyên tử hydro tương đối kỹ. Nhưng các bạn nhìn đấy, cái 2,55 này, nhiệm vụ của chúng ta là phải xem nó chuyển từ mức nào lên mức nào. Vậy cách làm thay vào đây thì rất khó vì ta không biết được cả cái mức độ xuất phát của nó và cái lúc kết thúc của nó. Vậy các bạn cứ tìm E1, E2, E3, E4 thì các bạn sẽ ra được. Vậy thì ở đây khi mà các bạn chia các mức năng lượng 13,6 chia cho 1 trừ 13,6, ở đây 13,6 chia cho 4 là trừ 3,4. Và tiếp theo 13,6 mà chia cho 9 là trừ 1,51. Và cái này 13,6 chia cho 16 là trừ 0,85 MeV. Còn nếu như các bạn thích nữa thì các bạn có thể tính E5, E6, E7. Nhưng ở đây cái 2,55 này này chính bằng E4 trừ E2. Vậy suy ra hấp thụ photon có năng lượng E thì sẽ di chuyển lên mức E4. Sau đó từ E4 mà chuyển xuống nó phát xạ thì các bạn sẽ biết được bước sóng min. Vậy bước sóng min ở đây là của thằng 4 thì min nhất thì chỉ thuộc dãy Lyman thôi. Như vậy các bạn sẽ có lambda min chính là lambda 41 và bằng HC trên E4 trừ E1. Khi mà thay số vào thì các bạn lưu ý cho thầy là cái đơn vị electron volt này các bạn phải đổi sang đơn vị joule bằng cách là nhân với 1,6 nhân với 10 mũ trừ 19 thì các bạn sẽ tính ngay được ra bước sóng là 9,74 nhân 10 mũ trừ 8 mét. Và ở đây đáp án chính là ý A. Tiếp theo là câu số 11. Câu số 11 nó ở một mức độ như thế nào? Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75, vậy công thoát của kim loại này bằng bao nhiêu? Bài này nó tính chất, nếu thầy không phải nói là nó dễ như hoặc dễ hơn cả đề thi tốt nghiệp, chứ không phải là, bởi vì đây là những câu họ gần như cho học sinh đạt được cái điểm tối thiểu là thường thường là 3 điểm để học sinh có thể có được một cái mức độ trên điểm sàn của Bộ Giáo dục nha. Vậy các bạn sẽ có được, họ cho giới hạn quang điện lambda 0,75 micromet, họ hỏi công thoát A thì A bằng HC trên lambda 0. Các bạn thay số vào là xong, bấm máy tính thì các bạn sẽ có được nó bằng 2,65 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Ở đây ta có được đáp án D. Thường thường đối với bấm quang điện thì khuyên các bạn nên lấy máy tính
ấn H và C nhớ luôn vào máy tính. Mỗi lần lấy ra ta chỉ thao tác, ta đỡ phải bấm lại 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 nhân 3 nhân 10 mũ 8, nó sẽ rất lâu. Tiếp theo, câu số 12 cũng được coi là một câu rất dễ. Câu số 12 có nội dung như sau. Một vật dao động nhỏ trong quỹ đạo dài 12 cm, dao động này có biên độ là bao nhiêu? Trên quỹ đạo, một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo này. Vậy các bạn nhìn ô, dao động đến biên độ A và biên độ trừ A, quỹ đạo đây. Vậy quỹ đạo này là gì cả lớp? 12 cm bằng 2A. Các bạn sẽ có ngay được A bằng 6 cm, và đây là đáp án C. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang các câu ở phần sau, xem liệu nó có dễ như khúc này không. Dễ như khúc này thì tuyệt vời quá. Chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ nói câu số 13. Và câu số 13 này có nội dung như sau. Một khung dây dẫn phẳng dẹt có diện tích 60 cm quay đều cho một trục thẳng đứng, trục đối xứng thuộc mặt phẳng khung trong từ trường đều, có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4 Tesla. Từ thông cực đại đi qua khung dây là bao nhiêu? Vậy ở đây nó thuộc câu hỏi quá cơ bản của phần từ thông của số điện động. Các bạn sẽ có được, họ cho diện tích bằng 60 cm vuông, 60 nhân 10 mũ trừ 4 mét vuông, B bằng 0,4 Tesla, N bằng một vòng. Như vậy, phi không sẽ bằng gì? Phi không sẽ bằng N, B, S. Và dễ dàng ra 2,4 nhân 10 mũ trừ 3 về bè. Ở đây sẽ là đáp án C. Câu 14. Vậy câu 14 này được thể hiện như thế nào? Đó là một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục OX. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm T1 bằng đường nét đứt và ở thời điểm T2 bằng T1 cộng 0,3 ở đường nét liền. Và tại thời điểm T2 thì vận tốc của điểm N trên sợi dây là bao nhiêu? Vậy các bạn nhìn kỹ vào cái hình thì các bạn sẽ thấy đây, hình vẽ thầy sẽ vẽ phác thảo cho các bạn để các bạn nhìn thôi. X và ở đây là U. Các bạn có biên độ sóng là 5 cm. Vậy ở đây đường nét đứt và tiếp theo là đường nét liền thì các bạn sẽ có được nó như thế này. Đấy. Họ hỏi điểm N. Thầy sẽ không vẽ chi tiết cả cái ô và thầy sẽ cho các bạn đếm. Vậy các bạn đầu tiên mình nhìn trục OX đây có nghĩa là vận tốc truyền sóng sang thế này. Điểm N ở đây thì vận tốc của điểm N chính là vận tốc của phần tử ở vị trí cân bằng. Có nghĩa là các bạn sẽ có được V của N bằng cộng trừ A omega. Bây giờ cộng hay trừ? Các bạn nhìn, thời điểm T1 thì điểm N ở dưới, thời điểm T2 thì điểm N ở trên trong vòng nhỏ hơn 1/4 chu kỳ. Thì
Ở đây các bạn thấy là nó đi lên, chứng tỏ là điểm N đang đi lên. Vậy điểm N đi lên thế này thì V của N mang dấu dương, có nghĩa là điểm N đi lên. VN bằng A omega. A thì có rồi, các bạn chỉ cần tìm omega thôi. Vậy omega đầu tiên các bạn đếm số O từ điểm O đến điểm gạch chéo này, các bạn sẽ có được nó chính là 8 O. Và nếu như các bạn đếm ra ngoài này, có nghĩa là 12 O bằng 60, thì 8 ô sẽ bằng 40, có nghĩa là lambda sẽ bằng 40 cm. Có lambda rồi, tiếp theo ở trạng thái này các bạn sẽ nhìn, đây là thời điểm T1, đây là thời điểm T2, cùng một trạng thái là đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Cái này nó cách nhau 3 ô. Như vậy, ở thời điểm T1 và T2 sẽ lệch nhau 3 phần 8 của T, vì một chu kỳ là 8 ô. Như vậy, các bạn sẽ có được là T2 bằng T1 cộng 3 phần 8 mà lại bằng T1 3 phần 8 T cộng 0,3. Thế là các bạn có thể suy ra được T bằng 0,8 giây. Có T, ta tìm được omega chưa? Vậy các bạn sẽ có VN bằng 2 pi trên T nhân A. Thì các bạn sẽ dễ dàng ra được đáp án là 39,3. Ra được 39,3 cm, đáp án D. Câu hỏi này là câu hỏi họ yêu cầu các bạn hiểu về cái đồ thị ở hai việc: một là đếm cái lambda ở trên này theo số ô, hai là các bạn phải nhìn được độ lệch pha theo số ô thế này. Đấy là toàn bộ câu số 14. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 15. Câu số 15 có nội dung như sau. Gọi ED là năng lượng của photon ánh sáng đỏ, L là photon ánh sáng màu lục và EV là photon của ánh sáng vàng. Hãy sắp xếp thứ tự các mức năng lượng của các cái này như thế nào. Vậy các bạn lưu ý, đây chỉ là một câu hỏi hỏi về cái phần năng lượng và nó coi là lý thuyết cơ bản thôi. Các bạn đều có mức năng lượng E bằng HC trên lambda, mà các màu của chúng ta là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, với bước sóng giảm dần. Vậy bước sóng giảm dần thì các bạn sẽ suy ra được năng lượng tăng dần. Như vậy ở đây thứ tự sắp xếp sẽ là đáp án B. Ứng với các bạn có được E lam lớn hơn E vàng lớn hơn E đỏ. Đấy là những câu rất cơ bản. Bây giờ ta sẽ tiếp tục ở câu số 16. Câu 16. Nhớ ta đang chữa tất cả các câu trong mã đề 318 nhé các bạn nhé. Vậy nó sẽ được thể hiện như thế nào? Câu 16. Đặt điện áp U bằng 120V. F thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm L điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi F bằng F1 thì hiệu điện thế giai đầu tụ đạt giá trị cực đại. Khi F bằng F2
Ở F1 căn 2 thì hiện thế giữa hai đầu điện trở tới cực đại, khi F bằng F3 thì điện áp giữa hai đầu quận cảm đạt giá trị cực đại. Vậy giá trị UL max gần đúng nhất là bao nhiêu? Lúc này các bạn ở đây lưu ý, đây là dạng bài omega thay đổi U max. Ta có được mối liên hệ của omega thay đổi UR max, UL max và UC max. Thầy đã nói với các bạn rất kỹ ở trong các bài giảng rồi. Thì nó có những cái hệ thức là, tất nhiên ở đây nếu các bạn sử dụng omega, omega L, omega C thì nó sẽ tương đối lâu. Hệ thức thầy đã nói với các bạn ở trong phần đấy là omega C nhân omega L bằng 1 trên LC và bằng omega R bình. Với cái gì cả lớp? Với omega C là omega thay đổi UC max. Đây là omega thay đổi UL max và đây là omega thay đổi UR max. Vậy các bạn có thể tương ứng vào đề bài là F1 nhân F3 bằng F2 bình 2 lần F1 bình. Thì các bạn dễ dàng suy ra được F3 bằng 2 lần F1. Ở đây vấn đề cốt lõi nữa là UL max bằng bao nhiêu. Thì các bạn biết khi omega thay đổi UC max và omega thay đổi UL max thì UL max đúng bằng UC max. Và chúng ta có một công thức tính nhanh như sau, đó là UL max, ở đây UL max bằng U chia cho căn của 1 trừ đi FC trên FL tất cả bình. FC là F1 còn FL là F3 bằng 2 lần F1. Thì các bạn sẽ có U chia cho căn của 1 trừ 1 phần 2 tất cả bình. Có U rồi thì chúng ta có thể suy ra được cái này. Các bạn có được đáp án gần đúng là giá 145. Chỉ lưu ý, thầy lưu ý các bạn, đó là các bạn nhớ cái này, omega C nhân omega L bằng omega R bình, đây là mối liên hệ. Còn lại omega C bằng biểu thức khác, omega L bằng biểu thức khác, thì các bạn muốn biết được cụ thể cái biểu thức này, các bạn có thể quay lại ở phần chuyên đề về tần số biến thiên mà ta đã nói. Nhưng sử dụng cái này thì ta làm nó được nhanh thôi. Và mục đích của chúng ta là gì? Làm trắc nghiệm càng nhanh càng tốt. Chứ bây giờ cái bài này mà làm tự luận thì chịu. Và nếu mà các bạn chỉ học công thức sách giáo khoa thì các bạn xử lý được bài này là một điều không thể. Không thể luôn nhá. Các bạn lưu ý cho thầy, chúng ta sẽ chuyển các câu tiếp theo là 17, 18, 19 xem ta sẽ xử lý nó như thế nào. Ta sẽ bắt đầu với câu số 17. Vậy câu số 17 các bạn sẽ xử lý như nào? Điện áp U bằng U0 cốt omega T vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp của điện trở R, tụ điện C, cuộn dây thực cảm L, thì với L bằng L1 và L bằng L2 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị. Vậy độ lệch pha điện áp ở hai đầu mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,52 radian và 1,52 radian. Khi L bằng L0 thì điện áp ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Vậy độ lệch pha của nó so với cường độ dòng điện là phi, giá trị của phi gần đúng lớn nhất là bao nhiêu? Và ở đây thầy chỉ cần lưu ý các bạn, đây là cái dạng bài mà L thay đổi UL bằng nhau và L thay đổi UL max. Vậy các bạn sẽ có được là gì? L thay đổi là UL1
bằng UL2, các bạn sẽ có biểu thức là 1 phần 2 1 trên ZL1 cộng 1 trên ZL2 sẽ bằng ZC chia R bình cộng ZC bình. Còn L thay đổi U, L max thì các bạn có được là ZL bằng R bình cộng ZC bình chia ZC. Như vậy, từ những trạng thái này thì các bạn sẽ có được là 1 trên ZL0, 1 phần 2, 1 trên ZL1, cộng 1 trên ZL2. Sau đó, các bạn có phi 1, có phi 2, thì các bạn sẽ sử dụng nó bằng các biểu thức là tan phi 1 bằng ZL1 trừ ZC chia R, tan phi 2 bằng ZL2 trừ ZC trên R. Để các bạn kết hợp với nó, các bạn có thể xử lý được ra các biểu thức, thì lúc đấy các bạn dễ dàng suy ra được tan phi bằng ZL0 trừ ZC trên R. Như vậy, ZL0 trừ ZC trên R từ hai cái này thì các bạn sẽ xử lý được nó nhanh hơn rất nhiều nha. Đấy là toàn bộ quá trình bằng cách các bạn mang cộng các phương trình này vào rồi chia đôi, thì các bạn sẽ có được ở đây nó gần đúng là đáp án C. Chúng ta sẽ tiếp đến câu số 18. Câu số 18 vẫn là câu điện xoay chiều, và sau câu dễ này, sau câu khó của câu 17 sẽ là một cái dạng cực kỳ cơ bản của câu 18 thôi. Nội dung nó như sau: điện áp U bằng 220V, 220 cộng 100 pT vào hai đầu đoạn mạch gồm R bằng 100, C bằng 10^4 trên 2π và cuộn dây có L bằng 1/π, thì biểu thức cường độ dòng điện là bao nhiêu? Vậy ở đây nó là loại thuần túy, các bạn có R bằng 100, ZL bằng 100, ZC bằng 200. Các bạn sẽ có được Z bằng 100 căn 2 và phi bằng trừ pi trên 4. Lúc này Y0 bằng U0 trên Z. Và các bạn sẽ có bằng 2,2. Phi Y thì bằng phi U trừ phi 0 trừ đi trừ pi trên 4. Do đó đáp án sẽ là đáp án A. Câu số 19. Đây, câu số 19 được thể hiện ở mảng lý thuyết. Khi nói về photon, phát biểu nào sau đây là đúng? Với mỗi ánh sáng đơn sắc có một tần số xác định, các photon đều mang năng lượng như nhau. Cái này là chính xác. Photon có thể tồn tại ở trong trạng thái đứng yên là sai. Photon không có khối lượng nghỉ và không tồn tại trạng thái đứng yên. Câu C, năng lượng của photon càng lớn, cứ bước sóng photon càng lớn là sai, vì E bằng HC trên lambda, năng lượng của bước sóng phải tỷ lệ nghịch. Và năng lượng của photon ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của photon ánh sáng đỏ cũng là sai, vì năng lượng phải tỷ lệ nghịch với bước sóng. Và câu 19, ở phần lý thuyết này các bạn sẽ có đáp án A luôn. Câu số 20. Cho biết bán kính bor R0 bằng 5,3 x 10 mũ trừ 11 mét. Bán kính quỹ đạo M ở trong nguyên tử hydro là. Thì trong nguyên tử hydro các bạn nhớ được Rn bằng R0 nhân N bình. Vậy xác định N này thì các bạn nhớ quỹ đạo KLMNO. Như vậy đối với M
thì n bằng 3. Vậy suy ra R3 sẽ bằng R0 nhân 3 bình. Và các bạn sẽ có ngay được đáp án của nó là D. Câu 21 là một câu lý thuyết thôi. Câu 21, trong thí nghiệm nghiêng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng màu vàng, vẫn giữ nguyên các điều kiện khác thì... Ở đây các bạn nhớ giao thoa Y bằng lambda D trên A. Vậy Y và lambda sẽ tỷ lệ thuận. Như vậy thay màu lam bằng màu vàng thì lambda nó tăng. Lambda tăng thì Y tăng. Như vậy đây nó sẽ là đáp án A. Nhớ nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang các câu tiếp theo. Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu số 22. Câu số 22 nội dung như sau. Trên một đường thẳng cố định trong một môi trường đẳng hướng không hấp thụ và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một đoạn D thì có mức cường độ âm là L. Khi dịch máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 mét thì mức cường độ âm là L trừ 20. Vậy khoảng cách D là bao nhiêu? Các bạn nhìn ở đây, đây là bài về sóng âm, mối liên hệ của các đại lượng R, I, L đã được nói tương đối rõ thông qua các công thức là P bằng 4pi R bình I và L bằng log của I trên I không. Vậy toàn bộ cái trạng thái này các bạn thấy được, nếu R1 bằng D thì L1 bằng L, R2 bằng D cộng 9 thì L2 bằng L trừ 20 decibel bằng L1 trừ 2 ben. Từ cái vấn đề mấu chốt L2 bằng L1 trừ 2 ben này, các bạn suy ngay ra được đó là I2 bằng 100 lần I1. Vậy I và R bình tỷ lệ nghịch, R1 bằng I2, xin lỗi, ta bị ngược, đó là I1 bằng 100 lần I2. Thì lúc này các bạn sẽ có R2 bằng 10 lần R1, và thay R2 và R1 vào các bạn sẽ có D cộng 9 bằng 10D, suy ra D bằng 1 mét. Đây chính là đáp án A. Câu số 23 được thể hiện như sau. Một đoạn mạch gồm cuộn thuần cảm, đoạn mạch X và tụ điện như hình vẽ, và ở giá trị đó là LC omega bình bằng 1, UAN bằng 25 căn 2, UMB bằng 50 căn 2. Đồng thời UAN sớm pha pi trên 3 so với UMB. Giá trị của U0 là bao nhiêu? Các bạn nhìn cái mạch như này, hộp X và tụ C. A, M, N, B cho LC omega bình bằng 1, có nghĩa là ZL bằng ZC. Cái này gần như nó ngấm vào đầu học sinh rất nhiều và người ta tích cực khai thác vấn đề này. Đó là cái vấn đề mà các bạn có được cộng hưởng. Nhưng cộng hưởng nếu bỏ cái hộp X này đi, có cái hộp X này làm sao mà cộng hưởng được? Vì ai dám khẳng định trong hộp X này có L nữa hay là có C nữa? Mà vấn đề họ muốn khai thác các bạn ở đây là cái này bằng nhau, thì các bạn sẽ có được U tức thời của L
cộng u tức thời của c bằng 0. Vậy ta chuyển cái vấn đề đó là chuyển cái UAB, UAN và UMB thì các bạn sẽ thấy UAN cộng UMB sẽ bằng là 2 lần UX. Bởi vì cái này nó chính là UL cộng UX cộng UC cộng UX. Mà U toàn mạch của chúng ta thì bằng gì? UX. Vì nó bằng UX cộng UL cộng UC. Như vậy từ đây các bạn suy ra được 2 lần U bằng U AN cộng U MB. Như vậy ở đây các bạn thấy rõ ràng đó là một cái biên độ này là 2 U0 bằng U0 AN cộng U0 MB. Các bạn sử dụng cái tổng hợp dao động điều hòa thì các bạn coi là A bằng A1 cộng A2. Như vậy các bạn sẽ suy ra được 2 U0 tất cả bình bằng U0 AN bình cộng U0 MB bình cộng 2 lần U0 AN U0 MB cos pi trên 3 là độ lệch pha của thằng này. Vậy từ đây các bạn suy ngay ra được U0 bằng 25 căn 7 volt. Đó chính là đáp án C. Nhiều người coi bài này ở dạng bài khó và nhìn nó phức tạp thì bài này lại khai thác theo một khía cạnh là thế này và đánh lừa học sinh mất thời gian ở chỗ ngồi nghiên cứu nó là cộng hưởng. Ở đây họ chỉ cho ZL bằng ZC, các bạn nhớ ngoài cái việc U hiệu dụng L bằng U hiệu dụng C nó còn có U tức thời L cộng U tức thời của C bằng 0. Thế nó chuyển từ một bài điện thành một bài tổng hợp dao động cơ bình thường. Đấy là câu khó. Câu tiếp theo là câu 24. Và ở câu 24 này cũng được coi là một câu khó. Nếu học sinh nào mà sa đà vào vấn đề truyền thống thì các bạn sẽ biết ngay. Đây, đặt hai đầu điện áp U0 cốt Ohmgate vào hai đầu gồm quận dây không thuần cảm mắc nối tiếp điện dung C. Khi C bằng C0 thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn U một góc là phi 1. Khi điện áp hai đầu đoạn cuộn dây là 45V. Khi C bằng 3C0 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn một góc phi 2. Và điện áp hai đầu đoạn mạch là 135V. Vậy giá trị U0 gần đúng bằng bao nhiêu? Thầy thấy ở bài này là có một số nơi chữa bằng cái vấn đề như sau. Đó là đây là loại bài toán vuông pha thì tan phi 1 nhân tan phi 2 bằng trừ 1. Mặc dù vẫn biết là ZC2 sẽ bằng ZC1 trên 3 và U2, U cuộn dây 2 bằng 3 lần U cuộn dây 1. Suy ra I2 bằng 3 lần I1. Giải kiểu này thì thầy nghĩ chắc là không bao giờ có chuyện nhỏ hơn 4 phút được. Đấy là thầy nói là không nhầm lẫn. Và làm theo kiểu này là chúng ta toi ngay lập tức. Vậy ở tất cả những cái loại bài toán mà họ thay đổi phần tử, ví dụ thay đổi phần tử làm cho
mạch thay đổi và có y thay đổi, hoặc là họ làm thay đổi u, thì thầy khuyên các bạn nên dùng giản đồ vector. Ở đây y thay đổi, do đó các bạn sẽ dùng u làm chuẩn. Các bạn có được là y1 sớm pha so với u. Vậy y1 sớm pha so với u. Đây, các bạn sẽ có được quá trình là y1 sớm pha với u nha. Đây là trục nằm ngang. Còn y2 làm sao? Trễ pha so với u. Vậy y2, các bạn thấy ở đây các bạn gióng cái phần từ u lên thế này thì sẽ các bạn có được đây là ur1 và đây là u1lc. Tương tự gióng cái u này lên y2 thì các bạn sẽ có đây là ur2 và đây là u2lc, góc này vuông. Vuông thế này để chúng ta có thể nhìn được các quá trình chiếu vuông, vuông, u. Các bạn nhìn thấy ur1 chính là u2lc, có nghĩa là các bạn có được là y1 nhân r bằng ở đây là đối với ở phần 2 thì u sớm pha so với y, do đó chính là y2 nhân zl trừ zc2. Và tương tự u2r và u1, y2 nhân r bằng y1. Chỉ có điều các bạn lưu ý ở phần này là y1 sớm pha so với u, do đó c to hơn l, là zc1 bằng zc1 trừ zl. Mà các bạn đều có là zc2 bằng zc1 trên 3. Và các bạn có tiếp được ở vấn đề này đó là u cuộn dây 2 bằng 3 lần u cuộn dây 1, suy ra y2 bằng 3 lần y1. Vậy từ cái vấn đề đó là zc2 bằng zc1 trên 3 và y2 bằng 3 lần y1, các bạn thay hết lên trên thì các bạn dễ dàng suy ra được các cái giá trị của nó. Đó là các bạn sẽ có được zl bằng 2r và zc1 bằng 5r. Vậy từ đây các bạn muốn tìm u0 thì các bạn có u0 bằng y nhân z bằng y, thì các bạn dùng là u cuộn dây 1 chia cho căn của r bình cộng 2r tất cả bình, nhân z là căn của r bình cộng zl trừ zc tất cả bình. Đây là các bạn sẽ ra được 5 cộng với 3r tất cả bình. Từ đây các bạn sẽ có được đáp án của nó xấp xỉ 95V. Đây nhá, tuyệt đối ở phần này các bạn không làm theo kiểu đại số này, chết. Cứ mỗi một lần các bạn nhìn thấy đó là có sự lệch pha thì các bạn nên giải bằng giản đồ vector, và thầy sẽ tối ưu hóa cho các bạn các bài bằng cái giản đồ vector này. Chúng ta sẽ chuyển sang các câu tiếp theo của nó.
Ta sẽ đi tiếp theo ở câu số 25. Câu số 25 này là một câu về mạch dao động LC. Cho hai mạch dao động điện từ lý tưởng có dao động điện từ tự do điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và trong mạch dao động thứ hai lần lượt là Q1 và Q2 với 4Q1 bình cộng Q2 bình bằng 1,3 nhân 10 mũ trừ 17. Tại thời điểm T, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là 10 mũ trừ 9 và 6 mA. Cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai là bao nhiêu? Vậy các bạn sẽ nhìn cái 4Q1 bình cộng Q2 bình bằng 1,3 nhân 10 mũ trừ 17. Và tiếp theo các bạn lại có Q1 bằng 10 mũ trừ 9. Vậy từ hai cái này ta suy ra ngay Q2 bằng 3 nhân 10 mũ trừ 9 coulomb. Bây giờ thầy đạo hàm cái phương trình trên thành 8Q1 Q1 phẩy cộng 2Q2 Q2 phẩy bằng 0. Mà Q phẩy thì bằng Y 8Q1 nhân Y1 cộng 2Q2 nhân Y2 bằng 0. Vậy các bạn suy ngay ra được Y2 bằng 4Q1 Y1 trên Q2. Và ta sẽ có được đơn vị là 8mA. Đáp án D. Câu này các bạn chỉ cần nhớ cho thầy cái tính chất không phải chỉ có mạch dao động LC đâu, mà X1 bình cộng X2 bình sau đó đạo hàm nó thành V thì các bạn cũng gặp rất nhiều. Mạch dao động LC như nào thì ở phần cơ cũng có các bài tương tự, đó chính là sự tương tự điện cơ mà chúng ta đã nói ở trong phần mạch LC rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu số 26. Vậy câu 26 này như thế nào? Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm có R bằng 69,1, L và tụ điện C bỏ qua điện trở thuần ở các cuộn dây của máy phát. Biết rotor có hai cặp cực rotor quay đều với tốc độ N1 bằng 1350 vòng trên phút, N2 bằng 1800 vòng trên phút thì công suất tiêu thụ của mạch AB là như nhau. Như vậy, ở đây độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nào nhất? Thì các bạn sẽ nhìn ở đây, các bạn sẽ có được là có hai cặp cực P bằng 2. Vậy tiếp theo N1 các bạn có bằng 1350 vòng trên phút. Các bạn suy ra F1 bằng NP trên 60 45 Hz. Và N2 bằng 1800 vòng trên phút. Các bạn suy ra F2 bằng 60 Hz. Và F2 chính bằng 4/3 F1. Vậy F2 bằng 4/3 F1, các bạn sẽ nhìn ra được các vấn đề của nó. Đó là các bạn sẽ có được ZL2 bằng 4/3 ZL1, ZC2 bằng 3/4 ZC1. Ngoài ra các bạn nhìn ở đây quyết định vấn đề này đó chính là E2 bằng 4/3 E1. Vì là E bằng NBS omega. Và nó có các tính chất như sau. Khi E bằng nhau thì các bạn E bằng như này thì các bạn cũng có U2 bằng 4
phần 3 U1. Vì bỏ qua các điện trở nên có E2 thì bằng U2, E1 thì bằng U1. Vậy đây là các dữ liệu các bạn xử lý từ F2 và F1. Xong, các bạn có được vấn đề tiếp theo là P1 bằng P2 mà P bằng RI bình, suy ngay ra được I1 bằng I2. Vậy I1 chính là U1 chia căn của R bình cộng ZL1 trừ ZC1 tất cả bình. Ở đây bằng U2 chính là 4/3 U1. 4/3 U1 trên căn của R bình cộng 4/3 ZL1 trừ ZC2 tất cả bình. Các bạn, ở trường hợp này các bạn có thể tìm ra được ZC1, tìm ra được ZC2 vì có C rồi. Thì các bạn ở trường hợp này ZC1 nó là 20, ZC2 nó là 15. Triệt tiêu U đi các bạn, rút ra ZL cho thầy. Các bạn sẽ suy ra được ZL bằng 135 ohm. Vậy có ZL bằng 135 ohm, các bạn suy ra L bằng ZL, đây là ZL1. ZL1 trên omega 1. Thì các bạn sẽ ra được đáp án gần đúng nhất là C, 0,6. Như vậy, cái vấn đề mấu chốt mà họ sẽ lừa các bạn ở đây, I1 bằng I2 không nói, nhưng các bạn quen cái vấn đề I bằng U trên Z và U bên này bằng U bên này là thôi. Nhớ là đối với máy phát, các bạn luôn luôn xử lý E đã, rồi E mới cho nó bằng U, chứ không bao giờ được đặt U thẳng lên trong các bài máy phát. Nhớ chưa? 26. Những bài dễ thì thầy sẽ không chữa cho các bạn nhiều mà ta nói. Ví dụ ở bài 27, điện năng được truyền từ một nơi phát đến một khu dân cư bằng một đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90, coi hao phí trên đường dây không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng trong khu dây này tăng lên 20% và giữ nguyên điện áp thì hiệu suất truyền tải của quá trình là bao nhiêu? Vậy công suất nó được sử dụng tăng lên 20%. Đây, các bạn nhìn và các bạn xử lý như này nhé. Đây, các bạn có được là hiệu suất của quá trình truyền tải H bằng 1 trừ RP trên U bình cốt bình phi. U không đổi và coi hao phí do tỏa nhiệt trên dây không vượt quá 20%. Như vậy, delta P trên P bằng RP trên U bình cốt bình phi nhỏ hơn 0,2. Cái này là 0,9. Giữ nguyên điện áp ở nơi phát, như vậy là U vẫn thế. Và nếu công suất sử dụng của khu dân cư này tăng thêm 90%, vậy lúc đầu các bạn đang có là hiệu suất truyền tải là 90%, thì các bạn có P có X lúc trước bằng P trừ delta P bằng 0,1 lần P. Bây giờ tăng thêm 20%, P có X phẩy bằng 1,2 lần P
có x. Đây, xin lỗi các bạn. Đây là hiệu suất là 90%, đây là 0,9. Vậy các bạn sẽ có được ở đây thì từ P có x này các bạn sẽ suy ra được hiệu suất h phẩy. Và ở đây các bạn sẽ ra được đáp án A. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói ở câu số 29. Đây là một câu tương đối hay. Nội dung như sau. Một con lắc lò xo bao gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g, độ cứng của lò xo là 40 Newton trên mét, được đặt trên một mặt ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng T bằng 0. Tác dụng lực bằng 2 Newton lên vật nhỏ. Cho con lắc trong thời gian T bằng pi trên 3 thì ngừng tác dụng. Dao động điều hòa con lắc sau khi không còn lực ép tác dụng có giá trị biên độ gần nhất là giá trị nào? Như vậy, các bạn sẽ nhìn cho thầy ở một cái khái niệm như sau. Đó là khi bài này là bài mà tác dụng một lực khác lên con lắc trong một khoảng thời gian, thì các bạn nhớ cho thầy hai ý. Khi tác dụng lực thì vị trí cân bằng sẽ bị thay đổi. Vậy các bạn sẽ đầu tiên phải đi tìm T bằng 2π căn của M trên k và bằng pi trên 10 trước. Nào, tác dụng lực ép suy ra vị trí cân bằng thay đổi. Và khi thôi không tác dụng thì nó về vị trí cân bằng cũ. Vậy về vị trí cân bằng cũ thì các bạn sẽ có được x khác với x phẩy, nhưng v thì lại bằng v phẩy. Có nghĩa là vận tốc của vật thì vẫn thế, nhưng cái vị trí cân bằng thay đổi thì nó ảnh hưởng đến x. Vậy thầy sẽ cho các bạn nhìn thấy ở trong cái hình như thế này. Giả sử đây là vị trí cân bằng O và đây là vị trí cân bằng O phẩy khi có một lực tác dụng. Vậy ở vị trí cân bằng O và vị trí cân bằng O phẩy sẽ cách nhau một đoạn x0. Các bạn có được x0 bằng F trên k, và ở vị trí O là vật đang nằm yên, O phẩy là vị trí cân bằng mới, vậy O có thể coi là biên, vậy cái này chính là A phẩy nhá. Các bạn xác định A phẩy được rồi. Bây giờ chúng ta xét quan trọng nhất là cái thời điểm T bằng pi trên 3 thế này này thì nó ngắt ra lúc nào? Nó sẽ là gì? Nó sẽ là 3t cộng t trên 4 cộng t trên 12. Ai mà không quen nhìn cái vấn đề tách này cũng mất rất nhiều thời gian. 3t thì bỏ qua. T trên 4 thì nó đi từ O đến O phẩy. Còn T trên 12 nó đi từ O phẩy đến N. Các bạn biết T trên 12 thì quay được một góc là 30 độ. Vậy đi từ vị trí cân bằng sang biên này thì các bạn nhìn vào đường tròn nhé. Vị trí cân bằng sang đây quay được một góc 30 độ. Chứng tỏ ở đây N A phẩy thì các bạn có ngay O phẩy N bằng A phẩy trên 2 x0
trên 2. Khi ở vị trí như này thì các bạn sẽ có ngay vận tốc V phẩy của vật là sẽ bằng gì? Bằng A phẩy nhân omega căn 3 trên 2, vì x phẩy bình cộng với V x phẩy bình trên A phẩy bình cộng V phẩy bình trên A phẩy omega tất cả bình bằng 1. Toàn bộ vấn đề này là xong khi chúng ta tìm ra được cái vị trí nó tách ở đâu và vận tốc ở đâu. Giai đoạn 2 chúng ta cần nói mất lực ép. Suy ra quay về gốc ô. Gốc ô thì x lúc này sẽ bằng bao nhiêu đây? X là cách ô. Vậy ta có x chính bằng ON bằng x0 cộng x0 trên 2 3 lần x0 trên 2. Và V thì các bạn có bằng V phẩy bằng x0 nhân omega căn 3 trên 2. Có x, có V, lập tức các bạn có thể tính ra được biên độ của con lắc có giá trị nào. Vậy A bình bằng x bình cộng V bình trên omega bình. Đây, x đây, V đây, chia omega. Thì lúc đấy các bạn sẽ nhanh chóng suy được A. Vậy vấn đề mấu chốt của nó là các bạn phải nhớ cho thầy cái phương pháp làm thầy ghi ở đây này. Phương pháp là quan trọng nhất. Và các bạn sẽ có đáp án xấp xỉ 9 cm. Đây là một dạng bài các bạn hiếm gặp ở trong sách tham khảo. Và gần như số lượng giáo viên phổ thông mà trình bày cách này cũng không nhiều lắm. Nên các bạn lưu ý cho thầy về cái vấn đề lực tác dụng trong một thời gian. Chúng ta sẽ có ở bài 30, câu 30. Trong một thí nghiệm nghiêng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng là 600 nano, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách đến màn chắn là bao nhiêu? Vậy đến 2 mét, khoảng vân trên màn có giá trị là bao nhiêu? Đây là một câu hỏi cực kỳ cơ bản. Ta không nói làm gì. Y bằng lambda d trên A. Và các bạn có đáp án C. Câu số 31. Câu số 31 này được thể hiện như nào? Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra quanh đường tròn tâm ô của bước sóng bằng lambda. Hai điểm MN trên mặt nước trên phương nằm ngang ở phương truyền sóng mà các phần tử nước dao động. Biết OM bằng 8 lambda và ON bằng 12. OM và ON vuông góc với N. Vậy trên MN số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với O. Đây là một bài tương đối O M N vuông góc. Ở đây 8 lambda, 12 lambda. Bài này là bài mà ai mà không để ý lập tức là bị dính vào bẫy của đề bài ngay. Và ai mà nắm được bản chất thì không bao giờ bị lừa những cái bài này. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy ngược pha thì D sẽ bằng K cộng 0,5 nhân lambda. Các bạn cho A, điểm nó ở đây. Vậy nó sẽ chạy từ M đến N. Như vậy là không ổn. Vậy các bạn thấy nó chỉ lớn hơn hoặc bằng 8, nhỏ hơn bằng 12 khi khoảng cách này phải tăng đều. Thực tế khoảng cách có tăng đều đâu. Đây, các bạn nhìn tam giác như này thì cái đường ngắn nhất của nó phải là đường OH. Các bạn phải chia làm hai khúc, đó là
các bạn có D phải lớn hoặc bằng OH nhỏn bằng OM và D lớn bằng OH nhỏn bằng ON thì mới được chứ. Vậy tìm OH kiểu gì thì các bạn sẽ có được ở đây hệ thức là gì nhỉ? 1 trên H bình, OH bình bằng 1 trên OM bình cộng 1 trên ON bình. Thì các bạn sẽ suy ra được OH bằng 6,67 lambda. Lúc này các bạn phải có được là D lớn bằng OH nhỏn bằng OM và ở đây D lớn hơn OH nhỏ hơn ON. Thì các bạn sẽ có K cộng 0,5, đây các bạn có 7,5 và tương tự 7,5 đến 11,5 có 6 điểm. Và nhớ là nó phải là cả hai trường hợp này chứ không phải là một. Và các bạn phải có nghiệm là 6 B chứ không phải nghiệm là 4. Nhớ nhá. Chúng ta chuyển sang các câu tiếp theo. Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu số 32. Và câu số 32 là một câu lý thuyết thuần túy. Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ? Các bạn đều biết tia phóng xạ là những tia gì? Alpha, beta cộng, beta trừ và gamma. Vậy cho đáp án này hiển nhiên là tia X sẽ không phải là tia phóng xạ. Đáp án D. Câu số 33. Đây là một câu nằm trong vấn đề thuyết tương đối của Einstein. Một hạt khối lượng nghỉ M0, theo thuyết tương đối thì hạt này chuyển động vận tốc 0,6C. Vậy nó sẽ có khối lượng là bao nhiêu? Các bạn chỉ cần áp dụng công thức M bằng M0 chia căn của 1 trừ V bình trên C bình. Thế là các bạn sẽ ra được 1,25 M0. Đáp án B. Câu số 34. Một vật khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kỳ 0,2 giây và cơ năng là 0,18 joule. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng tại ly độ 3 căn 2 thì tỷ số của động năng và thế năng là bao nhiêu? Trước tiên các bạn có M bằng 0,1 kg, T bằng 0,2 giây thì omega bằng 10 pi và năng lượng E bằng 0,18 joule bằng M omega bình A bình trên 2. Từ đây các bạn suy ra A bằng 6 cm. Ở đây các bạn có X bằng 3 căn 2 cm bằng A trên 2, A trên căn 2. Suy ra thế năng bằng cơ năng trên 2. Vậy thế năng bằng cơ năng trên 2 thì hiển nhiên các bạn sẽ có được động năng cũng bằng cơ năng trên 2. Do đó các bạn sẽ có được tỷ số của động năng và thế năng là 1. Đáp án A. Câu số 35. Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho toàn bộ năng lượng của lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của uranium 235. Và đồng vị này chỉ bị tiêu hao trong quá trình phân hạch. Cứ mỗi một năm có 365 ngày, mỗi một phân hạch sinh ra 200 MeV. Khối lượng urani 235 mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là bao nhiêu? Đây là một bài ứng dụng trong
phần vật lý hạt nhân, đó là loại bài về ứng dụng của phản ứng phân hạch. Và bài này chúng ta đã nói rồi, nhưng nhiều bạn chưa từng học thầy nên là các bạn không để ý. Chúng ta tuyệt đối không tính kết quả trung gian. Bài này lò phản ứng không nói đến hiệu suất, có nghĩa là các bạn phải hiểu hiệu suất này là 100%. Có nghĩa là năng lượng chính là công suất của lò nhân T. Và ở đây bằng số hạt nhân nhiệt lượng mà một hạt tỏa ra. Vậy cái N này là số hạt thì các bạn biết rồi, N bằng M chia A nhân NA nhân Q. Từ đây các bạn sẽ có M bằng PTA trên Q nhân NA. Các bạn chỉ việc thay số vào thôi. Và nhớ cho thầy là cái P này các bạn thay bằng 200 MW, 200 nhân 10 mũ 6, T là 3 năm, mỗi năm 365 ngày, mỗi ngày 86.400 giây, nhân A là 235, chia cho Q là 200 MeV, 200 nhân 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 nhân 6,02 nhân 10 mũ 23 thì các bạn sẽ ra được 230,8 nhân 10 mũ 3 gram, 230,8 kg. Đáp án C. Nếu bài này mà có thêm hiệu suất của khối lượng, hiệu suất của quá trình truyền tải như thầy đã trình bày rồi, thì các bạn chỉ việc lấy công thức M bằng PTA trên QNA, công thức này này, rồi chia cho hiệu suất, chia cho hiệu suất, thế là các bạn ra được khối lượng M hoàn chỉnh. Trắc nghiệm lần sau cứ ứng dụng M bằng PTA trên QNA thì các bạn sẽ nhanh hơn được rất nhiều. Ở các câu tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu số 36. Câu 36 này gọi MNI là 3 điểm ở trên một lò xo nhẹ được treo thẳng đứng ở điểm O cố định. Khi lò xo có chiều dài tự nhiên OM bằng MN bằng NI bằng 10, gắn một vật nhỏ vào đầu dưới Y để kích thích vật dao động điều hòa. Trong quá trình dao động điều hòa, tỷ số độ lớn lực kéo cực đại và độ lớn của lực kéo nhỏ nhất tác dụng lên O bằng 3. Vậy lò xo giãn đều khoảng cách giữa các điểm MN lớn nhất là 12. Ở đây các bạn nhìn một cái lò xo như này. Vậy nếu như chia làm 3 phần bằng nhau thì các bạn có chiều dài L0 của lò xo bằng 3 nhân 10 30. Khi treo vật này vào thì MN max cũng chính là L max 3 nhân 12 36. Mà các bạn đều biết là ở đây là các bạn có được L max bằng L0 cộng delta L. Đây là L cân bằng cộng với A là L max, còn trừ đi A thì là L min. Nhiệm vụ của chúng ta là muốn tìm được tần số phải tìm được delta L, mà muốn tìm được delta L thì phải có A. Lực tác dụng lên O này chính là lực đàn hồi. Các bạn có F đàn hồi max bằng 3 lần F đàn hồi min thì các bạn suy ngay ra được K nhân delta L cộng A bằng 3 lần K delta L trừ A. Vậy các bạn suy ngay ra được
Delta L bằng 2. Ở đây ta nhìn lại nào, ở đây delta L 3 delta L 2 delta L bằng 4A, vậy delta L bằng 2A. Thay lên trên thì các bạn sẽ có được L max bằng L0 cộng delta L cộng delta L trên 2. 2 36 đây, 30 đây. Vậy suy ra delta L bằng 4 cm. Vậy F bằng là 1 trên 2 pi căn delta L trên G 2,5 Hz. Bạn nào mà nhầm cho ngay A bằng 6 thì các bạn sẽ xác định được cái delta L, và có delta L này các bạn sẽ tìm ra được F ra kết quả khác ngay. Lưu ý cho thầy, và ở đây là đáp án B. Câu số 37 được thể hiện như sau. Một cái lắc dao động điều hòa với x bằng 4 cos pi t. Từ t bằng 0 khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc có độ lớn cực đại. Vậy một bài toán tính thời gian bình thường, các bạn nhìn x thì a, vì a ngược pha với x. Vậy ban đầu ở đây x bằng 4 a cos 4 pi t, có nghĩa là giai đoạn đầu là vật ở vị trí m0. Khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại. Gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại cũng như là ly độ bằng một nửa ly độ cực đại thì nó sẽ quét được một góc là bao nhiêu đây? 60 độ. Vậy các bạn có ngay được t nhỏ này bằng t trên 6, thì các bạn ra được đáp án A. Câu số 38. Câu số 38 này làm cho rất nhiều học sinh đọc xong chẳng hiểu nó là loại gì. Mặc dù ở đây các bạn nhìn, giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đứng yên so với mặt đất ở độ cao, xác định trong mặt phẳng xích đạo đường thẳng nối tâm ở kinh độ số 0, coi trái đất như một cái này và sóng cực ngắn phát ra từ vệ tinh đến các điểm nào trên mặt đất. Cái này chỉ có mỗi chữ làm cho nó thành lớp 12, sóng cực ngắn. Còn lại nó chính là bài của lớp 10. Tất cả bài vệ tinh địa tĩnh của lớp 10 đều như này. Nó phát sóng tiếp tuyến đến hai vùng trái đất bán kính r lớn. R lớn, đây là khoảng r nhỏ, đây là kinh độ số 0. Thì để đến đây nó kinh độ bao nhiêu, chỉ cần tìm alpha. Hai bên giống hệt nhau, do đó các bạn chỉ cần tìm cho thầy đó là cos alpha bằng r lớn chia r nhỏ, vì đây vuông. R lớn có rồi, chỉ cần tìm R nhỏ là xong. Vậy sử dụng kiến thức của lớp 10, F hấp dẫn bằng F hướng tâm G M lớn M nhỏ chia R bình bằng M V bình chia R, hay là M omega bình nhân R. Vậy từ đây các bạn suy ra r nhỏ bằng căn bậc 3 của g m trên omega bình. Có r nhỏ, tìm ngay ra được góc alpha thì các bạn ra được đáp án C.
Đấy là toàn bộ các quá trình câu này. Đây là câu thuần túy của lớp 10. Bất kỳ loại vệ tinh địa tích nào đều có chuyển động quanh trái đất. F hấp dẫn bằng F hướng tâm. Các bạn lưu ý cho thầy ở điểm đấy nha. Chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo. Ta tiếp tục ở trong đề tuyển sinh đại học 2013 với câu 39. Đây là một câu phức tạp ở phần giao thoa sóng, và câu này thì dựa trên đề thi thử của Vinh lần thứ hai. Vậy ở đây chúng ta sẽ có được câu 39 này như sau. Các bạn để ý một chút, đây là một câu phần nội dung toán nặng hơn, sau đó xử lý xong phần toán thì mới đến phần lý. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1, O2 dao động cùng pha, cùng biên độ, chọn hệ tọa độ Oxy thuộc mặt nước và góc tọa độ ở vị trí nguồn O1, còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên trục Ox, OP bằng 4,5 cm và OQ bằng 4,8 cm. Dịch chuyển nguồn O2 nằm trên trục Oy sao cho góc PO2Q có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động, còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP điểm gần P nhất mà các phần tử dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn bao nhiêu? Đây, thầy sẽ cho các bạn thấy y xì như đề của chuyên Vinh lần thứ hai như sau. Đây là O1, đây là trục OX, là trục OY. Thầy giả sử đây là nguồn O2 cách O1 một đoạn X, OP bằng 4,5. Đây, OP bằng 4,5. OQ bằng 8. Người ta hỏi làm thế nào để góc POQ là lớn nhất. Thầy gọi đây là góc alpha 2, đây là góc alpha 1 và đây là góc alpha 0. Vậy đầu tiên để xử lý góc này lớn nhất thì dựa vào các cái số liệu 4,5, 8 và x này ta sẽ dùng tan. Vậy các bạn sẽ có được là gì? Tan của đây. Tan của alpha 2 bằng tan của alpha 0 trừ alpha 1. Mà tan của a trừ b thì bằng tan a trừ tan b trên 1 cộng tan a tan b bằng tan của alpha 0 trừ tan của alpha 1 trên 1 cộng tan alpha 0 tan alpha 1. Và các bạn lần lượt thay vào đây, tan alpha 0 là đối trên kề 8 trên x trừ đi tan alpha 1 4,5 trên x chia cho 1 cộng 8 trên x nhân 4,5 trên x. Vậy ta bỏ x xuống dưới thì ta sẽ có được cái vấn đề gì? Tan alpha 2 bằng 8 trừ 4,5 3,5 chia cho x cộng 36 trên x. Và theo Cauchy thì a cộng b luôn lớn hoặc bằng 2ab. Vậy cái này nó nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 chia cho 2 lần căn x nhân 36 trên x. Vậy nó mắc khi dấu bằng này xảy ra, có nghĩa là alpha mà mắc, alpha 2 mà mắc khi và chỉ khi x
bằng 36 trên x suy ra x bằng 6 cm. Đây là phần toán học đầu tiên các bạn cần phải lưu ý. Thay số vào đây, các bạn có x bằng 6 ở đây. Vậy x bằng 6 ở đây thì các bạn sẽ tính cho thầy được là O2Q bằng 8 bình cộng 6 bình là 10, còn O2P là 7,5. Mà người ta lại bảo là gì? Các phần tử nước P không dao động, còn Q dao động với biên độ cực đại. Giữa PQ không còn thằng nào khác, có nghĩa là PQ sẽ là cực đại và cực tiểu liên tiếp. Vậy khi là cực đại và cực tiểu liên tiếp thì các bạn sẽ có được là gì? Ở P là cực tiểu, ở Q là cực đại. Các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ có được cái này là chúng ta bị nhầm một chút P là cực gì? P không dao động, còn Q dao động biên độ cực đại, đúng rồi. Vậy ở đây các bạn có cực tiểu là 7,5 trừ 6 bằng, còn Q là cực đại 10 trừ 6 bằng. Nhìn nhá, ở đây các bạn ra được là 4 thì nó sẽ là K lambda. 10 trừ 6 bằng 4 K lambda. Còn ở đây là 7,5. Xin lỗi các bạn. Đây, 7,5 trừ, ở đây O2 7,5 trừ 4,5 cơ. Còn ở dưới này là 10 trừ 8 cơ. Đây, bằng 2. Và ở đây bằng 3. Đây là cực đại, 3 to hơn 2. Đây sẽ là K cộng 0,5 lambda. Vậy nhìn vào hai cái này thì các bạn nhanh chóng suy thầy được lambda bằng 2 cm. Đây là một phần ra được cái bước sóng. Nhưng người ta lại không hỏi bước sóng, mà người ta hỏi là xác định điểm nằm trên, điểm gần P nhất trên mặt nước mà các phân tử dao động với biên độ cực đại. Vậy gần P nhất thì lại phải đi xác định cái này. Đây lại là một điểm mà nằm ở trên một đường thẳng vuông góc, một dạng bài mà chúng ta đã làm ở trong phần nâng cao, ở trong chương trình học, ở trong tuyển sinh trên trang tuyển sinh 247.com. Vậy các bạn sẽ nhìn cho thầy là các bạn sẽ có được M là cực đại, M là cực đại, M là cực đại thì các bạn có D2 trừ D1 bằng M là cực đại thứ hai 2 lambda, và D2 bình trừ D1 bình bằng 6 bình. Từ đây các bạn suy ra được D1 bằng 2,5. D1 bằng 2,5 mà OP thì lại bằng 4,5. Vậy suy ra MP sẽ bằng 2 cm. Có MP bằng 2 cm thì các bạn sẽ có được đáp án này là đáp án B. Đây nha, câu 39B. Ở đây có nhiều bạn có thắc mắc tại sao M là cực đại thứ hai. Thì các bạn phải nhìn, khi lambda bằng 2 thì các bạn có ở đây Q là đại thứ nhất. Mà gần đại thứ nhất thì đây là cũng là tiểu. Vậy gần thằng tiểu này thì chỉ có thể là đại thứ 2.
vì ở đây là tiểu thứ hai thì là đại thứ nhất và đại thứ hai, để cho các bạn nhìn ra được tại sao cái chỗ này nó là hai. Đấy là toàn bộ nội dung câu khó. Còn lại các câu về sau thì thầy nghĩ nó đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục ở câu số 40. Câu 40 này nói phần hạt nhân. Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị là U235 và U238 với tỷ lệ số hạt của U235 và U238 là 7/1000. Biết chu kỳ bán giá của U235 và U238 lần lượt là 7 và nhân 10 mũ 8 và 4,5 nhân 10 mũ 9 năm. Cách đây bao nhiêu năm thì urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt là 3/100. Đây chỉ là bài bình thường, nó cũng y xì như cái bài ở phần bài tập về nhà mà chúng ta đã làm rồi, ở phần chất trước phản ứng của phần hạt nhân. Vậy thầy giả sử tắt đi nhá, thầy có được ở thời điểm hiện nay là N5 trên N8, có nghĩa là urani 235 hiện nay và urani 238 hiện nay. Vậy cái này nó bằng 7/1000. Mà N thì bằng gì? Bằng N0 của 5 chia cho 2 mũ T nhỏ trên chu kỳ bán ra của 5 nhân với N0 của 8 chia 2 mũ T nhỏ trên T của 8 bằng 7/1000. N05 chia N08 đề bài lại cho chúng ta là 3/100 nhân với 2 mũ A chia cho 2 mũ B, 2 mũ T 1 trên T của 8 trừ 1 trên T của 5 bằng 7/1000. Vậy các bạn lấy máy tính, các bạn dư sức bấm ra được T nhỏ này là 1,74 nhân 10 mũ 9 5. Đáp án B. Toàn bộ phần đề chung chúng ta đã nói rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt sang phần đề riêng. Ở phần đề riêng này chúng ta sẽ nói ở phần chương trình chuẩn trước. Chương trình chuẩn từ câu 41 đến câu 50. Vậy chương trình chuẩn này được thể hiện thế nào? Ở câu 41. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai điểm AB cách nhau 16 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng bằng 3 cm trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động ở biên độ cực đại là bao nhiêu? Đây là một câu hết sức cơ bản của phần giao thoa, và các bạn chỉ việc áp dụng công thức là gì? Trừ S1, S2 chia lambda, nhỏ hơn K, nhỏ hơn S1, S2 chia lambda. Thay vào thì các bạn có được trừ 5,33 nhỏ hơn K, nhỏ hơn 5,33. Vậy K lấy từ trừ 5 đến 5 có 11 đại. Đây là đáp án C. Câu 42. Từ sóng cơ ta chuyển sang sóng ánh sáng là thực hiện thí nghiệm yên về giao thoa ánh sáng đơn sắc với bước sóng lambda. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm trên màn quan sát. Tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện trên, di chuyển màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe cho đến khi M trở thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch chuyển là 0,6. Vậy bước sóng lambda bằng
Cái này các bạn lần lượt phải để ý cho thầy. Họ chỉ lừa các bạn duy nhất ở chỗ này thôi. Là các bạn có được 4,2 mm là vân sáng bậc 5. Như vậy các bạn có x bằng 4,2 mm bằng 5 lần y. Sau đó dịch chuyển màn ra xa. Vậy cái này 5 lần ở đây lambda d trên a. Dịch chuyển ra xa thì chuyển thành vân tối lần thứ hai. Vân tối lần thứ hai. Vân tối lần thứ hai chứ không phải vân tối thứ hai. Có chữ lần này, ai mà nhầm là vân tối thứ hai là toi luôn. Đầu tiên từ vân sáng thứ năm, vân tối thứ nhất gần nó là vân tối thứ năm, rồi đến vân tối thứ tư. Vậy vân tối lần thứ hai này suy ra là tối thứ tư. Tối thứ tư thì ta có được x sẽ bằng 3 ở đây 2 nhân 3,5, hay chính xác ở đây x bằng 3,5 lambda nhân d cộng 0,6 chia a. Vậy từ đây cho hai cái này bằng nhau thì các bạn sẽ có được 5D bằng 3,5 nhân với D cộng 0,6. Vậy các bạn suy ra D bằng 3,5 nhân 0,6 là ở đây các bạn có 6,5 30, 6,3 18, 2,1 chia 1,5 bằng 1,4. Và có được cái này thì ngay lập tức các bạn có thể suy ra được cái lambda của chúng ta được thể hiện như thế nào. Và ở đây các bạn sẽ có được là 4,2 bằng 5 lần lambda d trên a. D có 1,4, a có bằng 1 rồi. Suy ra lambda bằng 0,6 micromet. Và ta sẽ có được đáp án của chúng ta. Ở đây thầy lưu ý các bạn đừng có nhầm lần thứ hai với vân sáng thứ hai là được nha. Thế là chúng ta sẽ có được đáp án 42 là ý a. Chúng ta ở câu 33, câu 43. Vậy ở câu 43 này thì khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai? Vậy quang phổ vạch phát xạ là do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra. Nói chính xác là còn phải ở áp suất thấp nữa thì tốt. Vậy ở đây câu 43, nhớ là nguồn quang phổ vạch phát xạ là do chất lỏng, cho so chất khí hoặc hơi phát ra, còn rắn và lỏng thì nó là nguồn quang phổ liên tục. Vậy sai là C. Câu 44. Câu 44. Họ cho một hạt, cho biết khối lượng của hạt proton, neutron và neutri lần lượt là 1,0073U, 1,0087U và 2,0136U. Biết một U bằng 931,5 MeV trên xe bình. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là bao nhiêu? Các bạn nhớ detri 1,2 có 1 neutron và 1 proton. Vậy năng lượng liên kết bằng Z nhân MP cộng N nhân MN trừ M hạt nhân nhân C bình.
Các bạn sẽ có 1 nhân 1,0073 cộng 1 nhân 1,0087 trừ đi 2,0136 nhân 931,5. Vậy các bạn có ngay được đáp án A. Cứ thay số vào là xong. Câu số 45. Một điện áp đặt ở hai đầu đoạn mạch U bằng U0 cốt 100 pT trừ pi 12. Hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R, LC thì cường độ dòng điện I bằng I0 cốt 100 pT cộng pi 12, hệ số công suất của đoạn mạch này. Vậy ở cái phần câu số 45 này, các bạn lưu ý cho thầy. Họ hỏi hệ số công suất cốt phi. Không cho R, không cho L, không cho C thì các bạn không thể dùng công suất là cốt phi bằng UR trên U hoặc R trên Z được. Mà đây họ kiểm tra về vấn đề bản chất. Các bạn sẽ có bằng cốt của phi U trừ phi Y. Lấy phi U trừ phi Y thì các bạn sẽ có được cốt của trừ pi trên 6 ra căn 3 trên 2. Đó chính là đáp án B. Câu số 46. Giả sử nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số là 7,5 nhân 10 mũ 14 Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10W, số photon và nguồn phát ra trong 1 giây xấp xỉ bằng bao nhiêu? Vậy ở câu 46 này là một câu hết sức cơ bản ở phần lượng tử ánh sáng. Các bạn phải nhớ cho thầy là năng lượng của chùm sáng đấy bằng công suất nguồn phát ra trong khoảng thời gian và chính bằng số lượng photon nhân năng lượng của một photon. Ở đây họ cho tần số thì năng lượng của photon bằng H nhân F. Vậy ta sẽ có N bằng PT trên HF. H là hằng số Planck. Các bạn thay vào thì các bạn sẽ có được đáp án ở đây là đáp án C. Số photon là C. Đấy là chúng ta lần lượt có những cái trạng thái này. Bây giờ ở câu 47. Câu 47 đặt điện áp U bằng U căn 2 vào hai đầu R bằng 110 thì cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 2A. Vậy giá trị bằng. Đây là một câu dễ. Như vậy chúng ta gần hết ở phần cơ bản rồi, ta thấy cơ bản đúng là cơ bản thật. Dễ quá. Đúng không? Như vậy các bạn sẽ có được U bằng I nhân R và các bạn giá trị của U các bạn sẽ ra được bằng 2 nhân 110. Đáp án B. Câu 48 chữa những câu dễ quá thế này nhưng vẫn chữa để cho các bạn thấy được đầy đủ một mức độ của đề. Câu 48. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm chu kỳ bằng 2 thì quãng đường đi được trong 4 giây là. Câu này cũng là mức độ cơ bản thôi. Đó là chu kỳ mà bằng 2 giây thì T bằng 4 giây bằng 2 chu kỳ. Các bạn biết mỗi chu kỳ có lắc đi được quãng đường là 4 biên độ. Vậy suy ra S sẽ bằng 8 lần A bằng 8 nhân 4. Đáp án C. Câu 48. Câu 49. Ở đây. Câu 49. Một mạch dao động LC lý tưởng đã thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện bằng 0,5 lần I0 thì điện tích trong mạch có độ lớn bằng bao nhiêu? Các bạn nhìn mạch LC I bằng Q phẩy I sớm pha pi trên 2 so với Q. Vậy thì các bạn sẽ có được I trên
y không tất cả bình cộng quy trên quy không tất cả bình bằng 1. Chúng ta có tất cả 24 công thức kiểu này. Ta đã nói, vậy từ đây y bằng 0,5 lần y không, suy ra quy sẽ bằng quy không căn 3/2. Đây là đáp án B. Và câu cuối cùng của phần chương trình chuẩn là câu 50. Một con lắc đơn có chiều dài 121 cm dao động điều hòa tại nơi có dao tốc trọng trường G, chu kỳ dao động con lắc là. Vậy dễ quá, T bằng 2pi căn L trên G, các bạn ra 2,2 giây. Đáp án D. Toàn bộ phần chương trình chuẩn, hay người ta gọi là cơ bản, đúng là cơ bản thật, xong hết rồi. Vậy liệu phần nâng cao có khó không? Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển nó sang các ý của phần nâng cao nào. Vừa rồi chúng ta xong phần cơ bản, rất cơ bản rồi. Bây giờ chúng ta sang phần nâng cao. Vậy trong phần nâng cao từ câu 51 đến câu 60, chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ trình bày có khó không. Ở câu 51, một vật rắn quay quanh trục cố định với tốc độ góc 30 radian. Moment quán tính của vật rắn đối với trục delta là 6 kg/m². Moment động lượng của vật rắn đối với trục delta là bao nhiêu? Vậy ở đây các bạn thấy họ cho y rồi, cho omega rồi, thì moment động lượng L bằng y nhân omega. Thế là các bạn có được bằng, đây là 6 nhân 30. Ta ra được đáp án B luôn. Câu 52, dễ quá nhỉ. Một bánh xe đang quay đều với trục delta với động năng là 225, biết moment quán tính là bằng này, vậy tốc độ góc của bánh xe là bao nhiêu? Các bạn nhìn, động năng bằng y omega bình trên 2, suy ra omega căn 2 lần động năng trên y. Thay số vào, ta có luôn đáp án B. Tuyệt vời. Câu số 53. Một con lắc lò xo M bằng 300 g dao động điều hòa với chu kỳ 1 giây. Nếu thay vật nhỏ khối lượng M1 bằng vật nhỏ khối lượng M2 thì chu kỳ dao động là 0,5. Vậy giá trị của M2 là bao nhiêu? Ở đây ta có được T bằng 2pi căn M trên K. Vậy nếu các bạn có T1 trên T2 bằng căn M1 trên M2, 2 trên 0,5, 1 trên 0,5. Vậy từ đây các bạn suy ra M2 bằng M1 phần 4. Đừng nên tính ra K từ theo M mà nên để tỷ số thế này thì nó nhanh hơn nhiều. Và các bạn sẽ có đáp án là D. Vẫn là câu cơ bản. Câu số 54. Một đĩa tròn phẳng đồng chất có moment quán tính là 8 kg/m², đối với trục delta cố định đi qua tâm của đĩa và vuông góc với bề mặt đĩa. Đĩa đang quay với gia tốc bằng này, hỏi moment lực của đĩa là bao nhiêu? Vậy các bạn sẽ có moment lực của đĩa thì bằng y nhân beta. Y là moment quán tính là 8 nhân 3. Thế là 83 bằng 24. B 55. Không bài nào giải đến dòng thứ 3. Một mạch dao động LC lý tưởng điện tích cực đại quy không bằng 10^-6 coulomb. Cường độ dòng điện cực đại là y bằng này, y bằng 3 pi miliampere. Tại thời điểm
Điện tích trên tụ là Q không thì khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện trên mạch có độ lớn là Y không. Vậy các bạn nhớ từ thời điểm Q bằng Q không có nghĩa là Y bằng không đến thời điểm Y bằng Y không mất 1 phần tư chu kỳ. Như vậy các bạn sẽ có T bằng T lớn trên 4 2pi căn LC chia 4. Nhiều người như này nhưng đề bài họ lại không cho thế mà họ lại cho là Q0 và Y0. Vậy các bạn sẽ có được là Y0 bằng Q0 nhân omega. Và ở đây các bạn có bằng Q0 nhân 1 trên căn LC. Vậy các bạn sẽ có ngay được căn LC sẽ bằng Y0 trên Q0. Vậy thay vào đây 2pi phần 4 nhân Q0 chia Y0. Thế là mang Q0 và Y0 thay vào thì các bạn sẽ ra được đáp án C. Câu 56. Hai quả cầu nhỏ khối lượng lần lượt là 2,4 kg và 0,6 kg gắn vào hai đầu một thanh cứng nhẹ. Moment quán tính của hệ đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh là 0,12 kg nhân mét vuông. Chiều dài của thanh. Vậy ở đây một hệ mà gồm nhiều vật rời thì các bạn phải nhớ là moment quán tính bằng M1 nhân R1 bình cộng với M2 nhân R2 bình vân vân. Vậy ở đây các bạn có được 2,4 nhân L trên 2 tất cả bình cộng 0,6 nhân L trên 2 tất cả bình. Các bạn suy ra được L bằng bởi vì Y bằng 0,12. Vậy suy L bằng 0,4 mét. Đáp án A. Dễ chưa? Câu 57. Đặt một điện áp xoay chiều hiệu dụng tần số F thay đổi được vào hai đầu một cuộn thuần cảm. Khi F bằng 50 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng 3A. Hỏi khi F bằng 60 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là bao nhiêu? Vậy các bạn ở đây có U bằng I1 nhân ZL1 bằng I2 nhân ZL2. Vậy các bạn sẽ có I1 trên I2 bằng ZL2 trên ZL1 bằng F2 trên F1. Vậy các bạn sẽ có được đáp án B. Câu 58. Ở đây câu 58. Trên một đường dây thẳng, một nguồn S phát ra âm với tần số F và một máy thu M chuyển động ra xa S với tốc độ U. Biết tốc độ âm thanh là bằng này, tần số âm mà nhận được là bao nhiêu? Đây là một bài trong hiệu ứng Doppler và nó là vấn đề cơ bản thôi. Các bạn sẽ có tần số thu được F phẩy bằng V. Ở đây V của máy thu trên V nhân F. Thầy đã dạy và nói với các bạn rồi, đó là cứ ra xa thì nó giảm. F phẩy phải làm sao nhỏ hơn F. Vậy nhỏ hơn thì đây phải là dấu trừ và bằng V trừ U trên V nhân F. Đáp án A. Câu 59 nào. Một ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N không hạt nhân
Biết chu kỳ bán ra của phóng xạ này là T sau thời gian 4T kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phóng xạ là bao nhiêu? Áp dụng công thức cơ bản thôi, N bằng N0 chia 2 mũ T nhỏ trên T lớn, N0 chia cho 2 mũ 4. Thế là ra đáp án D. Câu 60. Electron thuộc loại hạt sơ cấp nào? Vậy ở đây có nucleon thì không phải rồi. Hyperon không, meson không, nó thuộc hạt lepton. Vậy toàn bộ 10 câu mà chúng ta lại chữa trên có một mặt bảng thì các bạn sẽ thấy được là nó cơ bản ở mức độ nào. 10 câu này là 2 điểm đấy nhá. Nên nếu mà ai cứ chăm chăm làm câu khó mà bỏ bất kỳ một câu nào trong phần cơ bản hay phần nâng cao thì phải nói là đáng tiếc đối với đề thi 2013. Thầy đã hoàn thành chi tiết trọn vẹn tất cả các câu của đề thi 2013 để cho các bạn thấy được cái mức độ của nó. Làm sao mong các bạn ôn đề xong rút ra được những kinh nghiệm đáng quý cho mình và lượng kiến thức. Nếu các bạn quên bất kỳ một phần nào, các bạn có thể quay lại hệ thống bài giảng trên tuyển sinh247.com để các bạn xem lại. Chúc các bạn học tốt và có một kỳ thi thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài giảng sau.